Cuối cùng, sau rất nhiều thời gian chờ đợi, từ tháng 8 2018 cho đến tháng 1 2019, thì Nvidia đã nâng cấp dòng card đồ họa tầm trung của mình là dòng 60 lên series 20 và thế hệ RTX. Ban đầu thì có nhiều thông tin cho rằng dòng 60 này sẽ không có RTX Core, sẽ không có Ray Tracing và sẽ chỉ có tên gọi là GTX 1160 mà thôi. Và cuối cùng thì 2060 đã là RTX 2060. Còn mình thì lại có RTX 2060 ở đây hôm nay để chia sẻ với các bạn về những điều mà các bạn đang còn bỏ qua trên chiếc card này. Thời điểm ra mắt thì chiếc card này phải nhận vô cùng nhiều sự dè bỉu, chê bai, rồi phản đối, rồi bảo là quá vơ vẩn, rồi bảo là Nvidia quá hút máu này nọ. Từ chỗ là một dòng card đồ họa tầm trung ở năm ngoái với mức giá là $249 dành cho GTX 1060, thì năm nay RTX 2060 đã vọt lên hẳn $100 nữa, lên mức giá khoảng $300-$400, tức là chỉ thua RTX 1070 ở một chút thôi. Và khi về Việt Nam thì RTX 2060 sẽ có mức giá vào khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng. Như mình có ở đây hôm nay, hai chiếc card của Gigabyte là RTX 2060 đều là phiên bản 6GB GDDR6, một chiếc card là Gaming OC và WinForge, giá chênh nhau khoảng 3 đến 400 nghìn, nhưng mà công nghệ thì như nhau và khác nhau ở tản nhiệt này, thì một cái là 3 quạt, một cái 2 quạt. Thì có lẽ mình sẽ chọn một cái 3 quạt như thế này, dùng ổn định hơn, mát mẻ hơn, chênh nhau cũng chỉ rất là ít thôi mà. Quay trở lại với câu chuyện RTX 2060 và mức giá Nvidia đưa ra, thì có rất nhiều người phát điên lên, họ chửi bới này nọ. Còn mình thì mình đã đoán trước được điều này. Khi mà RTX 2070 và 2080 ra mắt, mức giá của hai mẫu card này là khá cao. Ngay cả 2070 giá đã hơn cả 1080 ngày xưa rồi còn gì. Vậy thì làm sao mà có thể hy vọng rằng 2060 sẽ là một mẫu card rẻ? Như thế thì nó sẽ tạo ra một khoảng trống quá lớn trong lineup các đồ họa của năm nay, khi mà 2060, 2070 chênh nhau quá xa và nhất định sẽ phải có thêm một chiếc card ở giữa. Như vậy thì càng rối lineup chứ sao. Vậy nên điều mình rút ra ở đây đó là khi so sánh các đồ họa thì nên so sánh về mức giá. Mức giá $300 so với $300, 500 so với 500, chứ đừng so sánh với cái tên như ngày xưa nữa. Vì cái tên dẫu chỉ là cái tên mà thôi, người ta đặt ra được thì người ta cũng thay đổi được. Người ta muốn nó ở tầm trung thì nó ở tầm trung, nên người ta muốn nó lên cao cấp thì nó lên cao cấp thôi, vấn đề gì đâu. Thứ hai là về hiệu năng thì RTX 2060 hiệu năng chỉ hơn một chút so với 2070 và 2070 Ti. Hay là chi ly thêm thì P trên P của RTX 2060 vượt luôn cả hai mẫu card trên, tức là số tiền bạn bỏ ra trên FPS đó. Nhưng mà số tiền ở đây thì các bạn tính là số tiền khi ra mắt nhá. Có chăng cái điều mà làm chúng ta hơi lăn tăn ở đây đó là xét về khả năng chơi game truyền thống thì sau 2 năm những gì mà chúng ta nhận được, những gì mà Nvidia nâng cấp chỉ là một chút nhỏ về FPS, một chút nhỏ về tối ưu hiệu năng trên giá thành. Vậy nên nếu kinh tế là một vấn đề lớn thì mình tin rằng nhiều người sẽ chọn GTX thay vì RTX để chơi game truyền thống, những game đơn giản nhẹ nhàng, những game kiểu online, những game eSports hay kể cả những game offline nhưng mà game cũ. Ok, chốt lại được vấn đề RTX 2060 hoàn toàn không có tội tình gì. Nó vẫn là chiếc card cực kỳ tốt, vẫn là chiếc card cực kỳ đáng mua trong năm nay. Nhưng nhiều anh em vẫn cho rằng là nên mua GTX 1070, 1070 Ti thay vì RTX 2060. Vì hiện tại là 2070, 1070 Ti đang xả hàng tồn giá xuống là khá là nhiều. Nhưng mà anh em đã quên mất rồi, đây là RTX, đây là Real Time Ray Tracing và đây là tương lai của đồ họa máy tính. Tại buổi lễ ra mắt RTX thì mình thực sự ấn tượng với chia sẻ của CEO Jensen Huang khi ông cho rằng Nvidia giờ đây không còn đặt quá nặng về cuộc đua sôi thịt là số FPS nữa. Giờ đây, công ty đang hướng đến phát triển một trải nghiệm vượt bậc hơn, những trải nghiệm của tương lai, và đó sẽ là công nghệ RTX. Ở thời điểm hiện tại thì tuy chưa có nhiều đất diễn cho RTX khi mà phần mềm hay cũng như game còn hỗ trợ khá là ít. Tuy nhiên sang năm thứ 2, năm thứ 3, khi mà RTX trở thành một tiêu chuẩn mặc định, một cái gì đó mặc định mà gamer bắt buộc phải có khi chơi game, thì 1070, 1070 Ti làm gì đáp ứng được nhu cầu này. Ngoài ra, còn một công nghệ cực kỳ hay mà mình muốn chia sẻ đó là về DLSS. Công nghệ này sử dụng trí thông minh nhân tạo để giúp render hình ảnh nhanh hơn, dễ dàng hơn và mượt mà hơn. Về bản chất thì công nghệ này sẽ là ngoại suy dữ liệu từ hình ảnh có độ phân giải nhỏ lên thành hình ảnh có độ phân giải lớn hơn. Thì thực chất các đồ họa chỉ render hình ảnh ở Full HD mà thôi, sau đó qua công nghệ này để đẩy lên 2K với chất lượng cực kỳ cao. Chẳng phải đây là một bước đi cực kỳ thông minh hay sao, khi giúp các đồ họa giảm bớt được hiệu năng, mà cái phần tiết kiệm hiệu năng đó sẽ được tập trung ngược lại vào Ray Tracing và RTX Core để hình ảnh đẹp hơn, mượt mà hơn và chi tiết hơn. Với những trải nghiệm như vậy, một tương lai rộng mở như vậy, những công nghệ mới, những tính năng mới, vậy thì anh em có lý do nào để chê RTX 2060 nào? Mình nghĩ rằng RTX 2060 là một chiếc card đồ họa cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Nếu anh em build PC và suy nghĩ đến tương lai rằng mình vẫn sẽ sử dụng bộ máy này trong tương lai 1 đến 2 năm nữa
thì RTX 2060 vẫn là chiếc cạc đồ họa cực kỳ đáng mua. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc cạc đồ họa này? Mình nghĩ rằng 2060 là một món hời trong đầu năm 2019. Và là nếu anh em dư giả thì qua Tết có lẽ anh em sẽ nên rất là nên mua chiếc cạc đồ họa này nhá. Ok, xin chào tạm biệt và chúc mừng năm mới.